Ngày 7 tháng 7, về việc mới đây, 33 du học sinh Việt Nam bị cảnh sát Hàn Quốc bắt giữ vì tổ chức tiệc ma túy trong quán hát. Bộ Ngoại giao đã lên tiếng xác nhận vụ việc và cho biết trong số 33 du học sinh có 4 người đã nhập quốc tịch Hàn Quốc, còn lại là công dân Việt Nam và trong tình trạng cư trú bất hợp pháp. Phía Hàn Quốc đang làm các thủ tục trục xuất. Ngay sau khi nhận được thông tin, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã khẩn trương liên hệ với Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc để xác minh thông tin và đề nghị phía Hàn Quốc đảm bảo quyền lợi và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam. Trước đó, Văn phòng Quản lý xuất nhập cảnh Busan Hàn Quốc phối hợp với Sở Cảnh sát thành phố này bắt giữ 33 người Việt Nam với cáo buộc buôn bán và sử dụng ma túy, vi phạm luật quản lý ma túy. Tất cả đối tượng đều đang lưu trú bất hợp pháp tại thành phố Busan, khu vực tỉnh Nam Gyeongsang. Nhóm người Việt bị cảnh sát bắt quả tang đang tổ chức sử dụng ma túy vào rạng sáng ngày 3 tháng 7 tại phòng karaoke dành riêng cho người Việt Nam ở quận Masan Haewon, thành phố Changwon, Nam Gyeongsang. Theo Văn phòng Quản lý xuất nhập cảnh thành phố Busan, trong số những người bị bắt, một đối tượng từng nhập cảnh Hàn Quốc năm 2018 với tư cách là du học sinh, sau đó lưu trú bất hợp pháp, bị cáo buộc bán ma túy cho du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc và sử dụng ma túy.